Chào các bạn. Trong phần User Control, chúng ta sẽ có bài tập đầu tiên như sau. Chúng ta sẽ tạo ra User Control chọn ngày, có nghĩa là trên đây chúng ta sẽ tạo ra một cái điều khiển phối hợp từ những cái điều khiển sẵn có như là Combo Box. Và mục tiêu của việc tạo User Control này giúp cho chúng ta có thể tạo sẵn một cái đối tượng, một cái điều khiển gồm các thành phần theo ý muốn của chúng ta. Sau đó chúng ta có thể tái sử dụng nhiều lần ở những cái màn hình khác nhau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi qua phần phân tích yêu cầu của đề bài. Thì ở User Control này chúng ta sẽ nhập vào những cái thông tin như là ngày tháng năm, thì cho phép chúng ta có thể chọn từ trong những cái danh sách. Trong phần xử lý thì chúng ta tạo danh sách và kiểm tra ngày hợp lệ. Sau đây, cụ thể hơn, chúng ta sẽ đi vào phần bài giải. Trước tiên, chúng ta sẽ đi tạo ra một cái User Control. Thì các bạn quan sát, để tạo ra một User Control thì các bạn có thể add như thế này và chúng ta chọn là User Control. Thì nó cũng sẽ xuất hiện một cái màn hình, một cái vùng cho chúng ta thiết kế, nhưng mà nó không có cái giới hạn, nó không có cái màu nền như là ở bên form, mà nó có cái vùng trắng như thế này. Rồi chúng ta sẽ tạo lên trên vùng User Control này các cái điều khiển mà chúng ta cần. Cụ thể là ở đây chúng ta cần là các cái combo chứa ngày tháng năm các bạn thiết kế bình thường như là chúng ta thiết kế form. Thì trong phần code xử lý thì chúng ta sẽ tạo ra những cái phần xử lý như sau. Đầu tiên là phần khai báo biến toàn cục, thì chúng ta muốn cái user control này nó trả về cái thông tin ngày tháng năm mà chúng ta đã chọn. Để xử lý thì ban đầu khi user control này vừa load lên thì các bạn tạo ra danh sách cho các cái combo, ví dụ như ngày thì đi từ 1 đến 31, các bạn định dạng hai chữ số. Rồi tháng thì chúng ta có từ 1 đến 12, còn năm thì chúng ta đi từ 1990 cho đến 2550. Sau đó chúng ta gán những cái giá trị mặc định ban đầu cho các điều khiển này, thì các bạn lấy ngày hiện hành, tháng hiện hành và năm hiện hành. Với ngày và tháng thì các bạn nhớ định dạng theo là số có hai chữ số. Khi thay đổi giá trị của ngày, tháng, năm thì chúng ta sẽ đi kiểm tra hợp lệ trên những cái điều khiển này. Thì trong phần kiểm tra hợp lệ thì chúng ta quan sát, thì đây là một cái thủ tục. Đầu tiên chúng ta khai báo một cái ngày và chúng ta phối hợp các thành phần là năm, tháng và ngày để tạo ra một cái ngày có kiểu date. Sau đó nếu là hợp lệ thì chúng ta sẽ có cái phần chuỗi ngày tháng năm khi mà chúng ta định dạng đây đây mênh mênh như thế này. Tuy nhiên các bạn thấy khối lệnh của chúng ta nó nằm trong cái phần là try catch, có nghĩa là cái đoạn lệnh có khả năng gây lỗi, bởi vì nếu như những thành phần năm, tháng và ngày không hợp lệ thì chúng ta sẽ bị chúng ta sẽ chuyển sang cái phần lỗi xử lý ở đây. Thì khi đó chúng ta sẽ thông báo là ngày không hợp lệ. Thì các bạn cần lưu ý cái cách chặn lỗi, những cái đoạn lệnh có khả năng gây lỗi các bạn đặt trong cái phần try và chúng ta viết các cái lệnh. Còn khi lỗi xảy ra thì các bạn catch, nghĩa là bắt lấy cái lỗi và chúng ta xử lý lỗi phần này và kết thúc là end try. Sau khi mà chúng ta đã tạo xong user control thì chúng ta sẽ có thể sử dụng nó. Ví dụ như là chúng ta sẽ tạo ra một cái màn hình. Ví dụ chúng ta có một cái màn hình như thế này. Thì đây là cái user control mà chúng ta đã tạo. Thì các bạn thấy đây là cái điều khiển user control ngày tháng năm. Thì cái điều khiển này các bạn chú ý là chúng ta sẽ tạo từ cái phần
trong toolbox các bạn quan sát thấy những cái user control mà chúng ta tạo nó sẽ nằm ở, nó sẽ được liệt kê ra ở đây trong phần toolbox. Thì các bạn chọn tên của user control tương ứng và chúng ta vẽ ra trên màn hình. Ví dụ như ở đây chúng ta đã vẽ sẵn, tạo ra sẵn một cái user control ngày tháng năm rồi và chúng ta bắt đầu sử dụng nó. Giả sử chúng ta có nút lệnh và chúng ta muốn thông báo lên cái giá trị ngày tháng năm mà chúng ta đã chọn ở đây, thì các bạn chúng ta message box như thế này. Ví dụ đây là tên của user control và cái biến ngày tháng năm là cái biến toàn cục bên trong user control lưu trữ cái giá trị ngày tháng năm đã được chọn, thì chúng ta sẽ xuất ra cái thông báo này. Đó, giả sử như thế này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ xuất ra là bạn đã chọn ngày. Và cái chuỗi này thì chúng ta đã định dạng theo là ngày tháng năm tương ứng với những giá trị ở trên đây. Như vậy là chúng ta vừa xem xong cái phần thể hiện của user control chọn ngày. Thì trên cái user control này giúp cho chúng ta tạo ra một cái điều khiển do chúng ta tự định nghĩa bằng cách là phối hợp các điều khiển sẵn có để tạo ra một cái điều khiển mà chúng ta có khả năng là sử dụng nhiều lần trong những cái form khác nhau. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.